Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam đợt 4 để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, trong đợt 4 này, Đồng Nai giao 900 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành để Cảng vụ thực hiện chức năng quản lý nhà theo quy định tại điều 156 Luật Đất đai 2013. Mục đích sử dụng đất là đất giao thông. Hình thức giao đất là nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài. Như vậy, đến nay Đồng Nai đã thực hiện 4 đợt bàn giao đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại sân bay Long Thành. Trước đó, vào cuối các năm 2020, 2021 và giữa năm 2023, Đồng Nai đã giao diện tích đất gần 1,5 ngàn hectare.